Mọi người, mình là Chi, chào mừng các bạn quay trở lại với An Ordinary Researchers. Sau 4 tiếng bay từ Đà Nẵng thì bây giờ mình đã đến sân bay Narita rồi đây. Sau đó thì đoàn của mình sẽ di chuyển đến đảo nhân tạo Odaiba. Ở Nhật Bản đó, thì 4 mùa đều có những cái sắc thái khác nhau và 4 mùa mình đều có những cái hấp lực để mà nó thu hút du khách đến đây. Trên đường đi thì có đi ngang qua đài truyền hình Fuji, nhìn rất là đẹp nhưng mà rất tiếc thì mình không có thời gian để đi tham quan ở đây. Chúng ta đang đi ở tầng trên là trả phí, còn tầng bên dưới là đi không có tiền. Chung quanh chúng ta nhìn thấy cái vùng biển của khu vực cái đảo nhân tạo đây ạ. Đảo Odaiba được xây dựng từ những năm 1850 với mục đích là phòng thủ, bảo vệ Tokyo trước sự tấn công của quân đội Mỹ. Cái tên Odaiba thì có nghĩa là nơi đặt pháo đài. Tại vịnh Odaiba có đặt một bức tượng nữ thần tự do. Mới đầu khi mà tìm hiểu về vịnh Odaiba thì mình tưởng đây là Nhật Bản làm một bản fake bức tượng nữ thần tự do của Mỹ. Nhưng mà khi đến nơi thì mình mới biết là đây chính là một cái quà mà người Pháp trao tặng cho Nhật Bản, tượng trưng cho mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Và hiện nay Odaiba là một quận cảng biển, cũng là khu thương mại giải trí lớn hiện đại ở Tokyo như các bạn đã thấy ở trên hình. Mặc dù đến Nhật Bản vào cuối mùa đông nhưng mình vẫn thấy có nhiều cây lá vàng. Địa điểm mình đến tiếp theo là Hoàng cung Tokyo nằm trong khu Chiyoda, là nơi ở hiện tại của Hoàng gia Nhật Bản. Vào ngày thường thì cung điện không mở cửa cho khách tham quan nên mình chỉ có thể check-in và chụp ảnh từ phía bên ngoài. Và đây là cổng chính để đi vào hoàng cung, được kiểm soát khá là nghiêm ngặt. Đi ngang qua đây thì đèn báo hiệu giao thông có một tiếng kêu, mình nghe rất là buồn cười. Phía đối diện hoàng cung Tokyo là một quảng trường khá là lớn, nơi có nhiều cây bonsai. Và có một bức tượng vị tướng Samurai trong tư thế chiến đấu rất là sinh động. Một điểm mình rất ấn tượng ở Nhật Bản đó là đường phố ở đây rất là sạch, thậm chí còn sạch hơn cả Singapore nữa. Và người dân Nhật Bản thì cũng khá là yên tĩnh và có tính kỷ luật rất là cao. Việc này cũng làm cho mình thấy người dân cũng có đôi phần xa cách, không được niềm nở ấm áp giống như là người Việt Nam. Bữa ăn đầu tiên của mình ở Nhật là đi ăn đồ nướng hải sản tại một nhà hàng cũng hơi truyền thống một chút. Gần như trong bữa cơm nào thì người ta cũng phục vụ cơm với súp miso. Và người Nhật thì mình thấy là ăn rất nhiều cá. Mặc dù mình không thích ăn hàu nhưng mà tôm thì rất là tươi luôn. Nói chung là bữa ăn đầu tiên thì rất là ổn áp nha. Lúc mình đi ra thì thấy ở trên đường những nắp cống cũng được vẽ hình rất là xinh. Và có một anh đẹp trai đang kéo xe chở một chị mặc kimono. Wow. Đoàn mình tiếp tục di chuyển đến chùa Sensoji, hay có tên khác là Asakusa Kannon, là ngôi chùa thờ Phật cổ nhất với 1.400 năm tuổi, cũng là ngôi chùa nổi tiếng nhất tại Tokyo. Mình tới chùa vào những ngày cuối năm nên là rất đông, vừa đông khách du lịch vừa đông người dân Nhật Bản đến cầu nguyện cho năm mới. Có rất nhiều bạn mặc đồ kimono đi chụp ảnh rất là xinh. Ước gì nếu mà có nhiều thời gian hơn thì mình cũng muốn mặc kimono để chụp ảnh ở đây. Tại cổng chính thứ hai thì có hình đôi dép khổng lồ bằng rơm treo ở một phía bên của cổng. Khắp chùa thì vang vọng lên tiếng mọi người đang gieo quẻ để xem vận mệnh của mình trong năm mới. Mình thấy ai cũng lắc rất là khí thế luôn.
Và đây là tháp Gozunoto, cao 53m, là nơi đặt bài vị của Đức Phật. Từ chùa Sensoji thì mình đi bộ tầm 10-15 phút ra bờ sông để có thể chụp hình check-in với tháp Tokyo Skytree. Từ trên những tháp thì mình có thể ngắm toàn cảnh Tokyo từ trên cao, nên là bạn nào có thời gian thì nhớ đi trải nghiệm nhé. Vào buổi chiều tối thì mình di chuyển đến Ginza, là khu trung tâm mua sắm sầm uất bậc nhất của Tokyo. Cuối cùng thì mình cũng được đến cửa hàng Uniqlo flagship. Đối với một đứa là fan của Uniqlo như mình thì không thể nào không check in ở đây được. Khu Ginza có một cái vibe phồn hoa rất riêng, nên là mặc dù nếu các bạn không thích shopping nhưng mình vẫn khuyên các bạn đến đây trải nghiệm nhé. Cuối cùng sau một ngày trải nghiệm rất nhiều nơi ở Tokyo thì mình cũng đã về đến khách sạn. Và chị Hà nhà mình thì đang ngồi kiểm tra tin nhắn. Đúng như lời đồn là phòng khách sạn ở Nhật Bản thì thường khá là nhỏ. Tuy nhiên là tất cả các khách sạn mình ở thì đều có cung cấp đồ mặc ở nhà. Và một thứ mình rất thích, mình phải nhấn mạnh một lần nữa, mình rất thích ở Nhật, đó là bồn vệ sinh thì rất ấm, có cả xịt tự động nữa. Wow. Còn đây là view từ phòng khách sạn của mình nhìn ra. Và buổi tối thì mình có đi qua siêu thị Aeon để tham chiếu xem là ở đây có bán những cái đồ gì hay ho hay không. Có những bộ búp bê Nhật Bản rất là đẹp, nhưng mà giá thì cũng rất là chát luôn. Vì đợt này là đợt cuối năm và cũng là đợt nghỉ lễ lớn nhất của Nhật Bản, nên hiện tại có rất nhiều mặt hàng phục vụ Tết như là bánh gạo Nhật Bản. Mình muốn mua kem flan và bánh Doraemon để ăn cho giống như trong truyện Doraemon. Nhưng mà trời ơi, ở ngoài siêu thị thì có rất nhiều lựa chọn khác nhau. Đối với một đứa khó lựa chọn như mình thì đúng là một thảm họa. Và cũng có bán các loại bánh truyền thống của Nhật Bản, nhưng mà mình biết những loại bánh này rất ngọt, nên là mình... thôi hẹn lần khác nhé. Vòng qua thủ đô Tokyo để chúng ta lên đường cao tốc, chúng ta trở lên phía khu vực cao nguyên của Tokyo. Mình đi qua một khu vực dân cư, thấy người ta phân loại rác rất là kỹ càng các loại rác khác nhau để tiện cho việc xử lý. Mặc dù còn cách núi Phú Sĩ tận 2 tiếng đi xe, nhưng mà vì hôm nay trời rất là trong nên mình thấy đỉnh núi rất là rõ luôn. Ta-da, cuối cùng mình đã tiến đến khu vực núi Phú Sĩ nằm ở tỉnh Yamanashi. Và địa điểm đầu tiên mình đến tham quan trong ngày hôm nay là làng cổ Oshinohakai. Làng cổ Oshinohakai nằm ở khu vực chân núi Phú Sĩ, nơi có dòng suối và các hồ nước nhỏ được hình thành từ trầm tích núi lửa. Trong làng có những ngôi nhà cổ lợp mái cỏ, mang một vibe rất là thanh bình yên ả. Và cũng có nhiều góc chụp về núi Phú Sĩ siêu đỉnh. Đi qua khu vực này thì mình lại có cảm giác giống như là trong truyện Doraemon. Giữa làng có một hồ nước với độ sâu 8m. Vì nước ở đây trong vắt nên có thể dễ dàng nhìn thấy tận đáy, với từng đàn cá đang tung tăng bơi lội bên dưới. Trong làng cũng có bán nhiều đồ ăn vặt khác nhau. Tuy nhiên mình ấn tượng nhất với một chỗ bán mực khô tẩm mù tạt ăn siêu cuốn. Vào buổi trưa, để ăn trưa thì đoàn mình có di chuyển qua hồ Kawaguchi. Đây là một địa điểm rất nổi tiếng để ngắm lá vàng vào mùa thu và ngắm hoa anh đào vào mùa xuân. Nhưng mà mình đi vào mùa đông mọi người ạ. Ngày hôm nay thì mình được trải nghiệm trượt tuyết tại khu trượt tuyết Fujiten, có view nhìn thẳng về núi Phú Sĩ. Dự định ban đầu của mình là sẽ leo lên tận trên đỉnh và trượt xuống giống như mấy anh mặc áo xanh ở đằng xa kia. Nhưng mà trong suốt 2 tiếng đồng hồ thì mình đã rất chật vật để giữ thăng bằng và học cái trượt tuyết.
Nhưng không sao, dù sao mình đã có những xuất hình rất là đẹp ở đây. Tạm biệt Blue Vũ Sĩ và mình sẽ quay trở lại Phục Thù vào một ngày không xa. Sau một buổi chiều bầm dập vì trượt tuyết thì tối nay thì mình sẽ quay về khách sạn để đi tắm onsen. Trong khách sạn có chuẩn bị cho khách đồ yukata hay còn biết đến là kimono mặc mùa hè. Mặc yukata vào rồi thì di chuyển cũng có hơi khó khăn một chút xíu. Bây giờ thì mình có thể hiểu lý do vì sao các cô gái Nhật ngày xưa di chuyển thường rất là thăng lực. Vì khách sạn của mình ở trong rừng nên không khí rất là trong lành. Do đó là buổi sáng mình cũng tranh thủ dậy sớm để đi bộ một vòng. Mặc dù vào một buổi sáng mùa đông thì nhiệt độ ngoài trời rất là thấp. Hôm nay mình sẽ di chuyển lên khu vực núi Phú Sĩ. Núi Phú Sĩ có độ cao 3.776m. Vì thời tiết rất là đẹp nên là đoàn có thể di chuyển đến trạm dừng số 5 ở độ cao 2.305m. Cũng là trạm dừng cuối cùng mà các bạn có thể đi xe buýt hay là các phương tiện giao thông lên đến trạm dừng. Tại đây cũng có một ngôi đền thờ thần và mình nghe là ngôi đền này cũng khá là linh thiêng, nơi mà các bạn học sinh trước khi đi thi đại học thì thường lên đây để xin thần là cho được thi đỗ. Và mùa xuân cho đến cuối tháng 8 thì mọi người có thể đi xe buýt đến trạm dừng này, sau đó là leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Tuy nhiên hiện tại bây giờ là mùa đông nên người ta cấm đường bởi vì trời có tuyết rơi, rất là nguy hiểm. Và mọi người cũng đừng quên chụp hình check-in về núi Phú Sĩ nhé. Tạm biệt núi Vũ Sĩ và hy vọng là mình sẽ được quay trở lại để đi leo núi vào một ngày không xa. Tiếp tục rồi mình sẽ di chuyển đến ga Shinfuji để trải nghiệm đi tàu cao tốc Shinkansen với tốc độ là 300 km/h. Mặc dù đã được trải nghiệm tàu cao tốc ở nhiều nước khác nhau như là các nước châu Âu và ở Đài Loan, tuy nhiên mình vẫn rất ấn tượng khi được biết rằng là tàu Shinkansen đã được đưa vào sử dụng từ năm 1964 và hiện nay vẫn là tàu cao tốc chạy nhanh nhất thế giới. Thực sự là mình rất khâm phục người Nhật Bản cũng như là những cái phát minh tân tiến của đất nước này. Và buổi tối thì đoàn mình di chuyển đến công viên Nabana no Sato, nơi đang diễn ra lễ hội ánh sáng vào mùa đông với hàng triệu đèn LED lấp lánh huyền ảo. Tuy nhiên là vì lý do về mặt thời gian nên là đoàn mình di chuyển rất là nhanh. Mình không có nhiều thời gian để thưởng thức show ánh sáng hay là chụp ảnh ở đây. Mình thấy đây cũng là một cái bất lợi khi mà các bạn lựa chọn đi tour. Mặc dù khung cảnh rất là đẹp và ấn tượng, nhưng mà mọi người cũng nên chú ý một chút xíu là vào thời gian này thì khách du lịch cũng như là khách địa phương đến tham quan rất là đông. Thậm chí là mình đã lạc mẹ mình và mình tốn đến tận 30 phút thì mới có thể tìm thấy được mẹ mình. Hôm nay mình sẽ di chuyển đến khu vực cố đô Kyoto. Hai bên đường mây núi nhìn rất là ảo diệu. Cố đô Kyoto có nhiều đền đài và các công trình kiến trúc văn hóa lịch sử quan trọng của Nhật Bản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1994. Địa điểm tham quan ngày hôm nay mình đến là chùa Thanh Thủy, được xây dựng vào năm 778 và được phục dựng lại vào năm 1633.
Quanh chùa có rất nhiều cây hoa anh đào, do đó là cảnh vật sẽ đẹp nhất vào mùa xuân và tầm tháng 3 và tháng 4. Tại đây có trưng bày một đôi dép và những cây giáo mà những nhà sư ở chùa Thanh Thủy ngày xưa đã từng phải sử dụng để tập võ. Thật sự là rất nặng luôn. Tuyên truyền rằng gần chùa Thanh Thủy thì có ba ngọn thác rất là thiêng, và nếu uống nước từ ba ngọn thác này thì sẽ cầu được tài lộc, sức khỏe và tình duyên. Đúng mọi người là mình đã cầu điều gì? Phần chính diện được xây dựng trên vách núi với mặt tiền là một đài cao được xây dựng từ 139 cây cột gỗ có chiều cao là 12 m. Các điện thờ ở chùa Thanh Thủy được xây dựng từ các khối gỗ ghép lại với nhau và không dùng đến bất kỳ một cây đinh nào. Từ trên cao nhìn xuống thì du khách có thể tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chùa cũng như là cảnh của cố đô Kyoto. Ở hai bên dọc đường đến chùa thì cũng có rất nhiều hàng quán bán những thứ quà vặt của Nhật Bản. Và mọi người đừng quên thử kem trà xanh ở đây nhé. Buổi chiều thì mình di chuyển đến tham quan lâu đài Osaka, cũng là một biểu tượng quan trọng của đất nước mặt trời mọc. Lâu đài được xây dựng vào năm 1583 trên nền của một ngôi đền đã bị phá hủy. Đây là lâu đài lớn nhất vào thời điểm đó, là nơi cư ngụ của gia tộc Toyotomi. Từ lúc khởi công đến lúc hoàn thành thì mất đến tận 16 năm. Lâu đài có 5 tầng ở phía ngoài, 8 tầng ở phía trong và có một khu vực tường thành kiên cố bao quanh. Mình thấy có một chú đang chơi nhạc cụ dân tộc của Nhật Bản, mọi người hãy cùng thưởng thức nhé. Khu phố Shinsaibashi là khu vực shopping sầm uất ở Osaka, nổi tiếng với nhiều biển hiệu quảng cáo đầy sắc màu. Hôm nay là chiều cuối năm, trong khi người dân Nhật Bản thì tranh thủ trở về thăm gia đình, thì tại khu phố Shinsaibashi vẫn rất đông khách du lịch, những du học sinh và những người dân lao động tại Nhật Bản. Quả thực là đường phố rất là tấp nập, dòng người qua lại như nêm. Nếu bạn nào thích shopping thì tại đây thực sự là một thiên đường, nơi các bạn có thể tìm thấy tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, từ những thương hiệu high-end cho đến những thương hiệu bình dân của Nhật Bản như là Uniqlo hay là Gu. Buổi tối thì mình được thưởng thức thịt bò Kobe mềm tan trong miệng. Yummy. Em
mọi người muốn đi mua sắm ở Nhật Bản thì có thể ghé qua các hiệu thuốc hoặc tiệm Don Quixote và Big Camera Man, nơi có rất nhiều đồ từ các loại bánh kẹo, đồ gia dụng, đồ điện tử cũng như là các loại mỹ phẩm dưỡng da. Tạm biệt đất nước Nhật Bản với những điều bất ngờ, nhỏ nhắn và dễ thương. Những bữa ăn ngon với một sự hiện đại tân tiến bên cạnh những thứ cổ kính và đáng được trân trọng. Chắc chắn là mình sẽ trở lại Nhật Bản sớm thôi. Đừng quên bấm like, share và subscribe để ủng hộ mình ra các vlog tiếp theo. Bye!